Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng bếp từ cao cấp của Hitachi, 100% bảng điều khiển cảm ứng cho 3 bếp từ, màn hình hiển thị LED cho từng bếp, một lò nướng riêng biệt có bảng điều khiển riêng, phím bấm một chạm để mở bảng điều khiển lò nướng. Bếp sẽ tự động tắt khi chúng ta không nấu nướng. Kích thước của bếp 75cm, chiều sâu trong mặt bếp 51cm. Sẽ tự động tắt. Mỗi một bếp sẽ có tùy chọn nhiều chức năng nấu nướng. Có nấu mức nhiệt thấp này, trung bình này, mức nhiệt cao này, mức nhiệt tối đa này, tăng giảm nhiệt độ ở đây cho từng mức nhiệt, có thể hẹn giờ. Đây là một bảng chế độ gồm 7 chế độ nấu nướng này, chiên trứng, nấu cơm này. Chức năng khóa trẻ em. Khi chúng ta giữ 3 giây, bảng điều khiển sẽ toàn bộ khóa lại. Giữ 3 giây để mở. Nếu các bạn trẻ em không biết thì sẽ không thể bật được máy. Chúng ta sẽ bật thử chế độ này. Nấu mức to nhất là mức 10. Thì chỉnh ngay sau khi bật, bếp sẽ cảm, đây là bộ sensor cảm biến. Trên mặt bếp không có nồi và bếp sẽ tự động báo đỏ, báo lỗi và không hoạt động. Chúng ta tắt đi. Đây, thử lại một bếp, chọn một chế độ và tăng nhiệt độ này. Tăng mức và bếp nhận biết không có nồi, bếp sẽ tự động khóa lại, không hoạt động nữa, báo đỏ. Mặt kính của bếp là mặt kính ceramic có khả năng chịu chống xước, chịu lực, độ bền cao. Sản phẩm thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hàng Nhật 123. Nếu các bạn quan tâm có thể gọi điện từ số hotline 0947 286 123. Đây là lưới tản nhiệt, đường tản nhiệt của bếp. Hai bếp từ và một lò nướng. Bếp sẽ có báo chức năng báo âm thanh khi các bạn gặp lỗi gì đó, hoặc là không có đặt nồi lên thì bếp sẽ báo, hoặc quá nhiệt bếp sẽ báo và tự động tắt. Chào các bạn.